Ok nào, chào mọi người, bây giờ nổ mình vô năm bên đây. Như đã từ tập trước thì mình sẽ gom hết ba cái event này, bởi vì trừ hết tập trước rồi đúng không? 1M, 2M, wow, ố 2M9 nó đéo làm tròn lên 3M, 8M, còn 5 lượng, còn 2 lượng nữa, 13M, wow, 18M. Ok, cái này mà nó biến thành kim cương thì game này phải tự play first. Chúng ta còn bánh boss đúng không, nhưng mà để có hấp ba thì mời tôi dòm tài nguyên cho tôi nuôi nó đã. Nó nằm ở group hẻ đấy, chưa hết rồi group mấy cái này chứ. Mới nãy là chúng ta mở kia thấy hên rồi. Ủa full nữa, full này tôi nghĩ là tôi sẽ nâng chỗ này. Hình như là nâng cái này nghe nói là nó được cái gì đó đúng không? Tôi không biết là nó có tăng tăng cái gì không nữa. À, hình như là mấy con game trước tôi chơi là nâng mấy cái con mà nó không liên quan tới mấy con mình chơi ấy, thì nó vẫn tăng cái gì đó, ví dụ như là tăng Poké Dex thì phải, nhưng mà hôm nay thì tôi không biết, bởi vì tôi nearby thành ra là kệ đi, làm cái này thì nó cũng chấm chải, cũng gọi dọn gác một tí. Mấy con kia chắc là tôi đem đi phân phân mảnh luôn. Đấy, dọn trước cả 10 con đi, còn mấy con kia đi phân giải hết từ vòng tròn này, ở mấy thằng bên này, cút hết này, quý là nhắc này. Ừ, mấy con bơi này thì nó không liên quan gì tới friendship hết, trừ một vài con đặc biệt ra thì để đi cái thám hiểm, thì mấy con này nó rất là phế vật ấy. Hình như là có mấy âm năng con này lên max sao vậy, chắc là do nó cũng có giúp ích gì đó, nó không có cái chỗ mà tự động phân giải Pokemon khi mà nó sao đâu. À, đủ rồi. À, khi mà nó gon gái, kiểu mà gon gái nó phát hiện bậc B xong nó tự phân giải luôn, kiểu Arcanine và xong vừa nói, không biết là cái này có hên không nữa. Toàn mấy cái thứ gì không. Rồi bắt đầu con này, thằng hú này kêu ghe hốt ba nhầm, chúng ta có hốt ba này, có Skader này, ok có Skader ngon này, có Tiganita, có Aron luôn, good, đéo nó nhiều event ngon hết. Bảo sao mấy ông bảo là chơi event này đi, đừng chơi mấy cái khác. Rồi xong Onix đúng không, cái gì đây mảnh à, quá trưởng hả? Tôi cứ tưởng là chọn luôn con. Ui nó còn cho một đống hết được. Cái này là hết được đấy, cái này là hết được đấy. Còn cái này là mảnh đỏ này, đổi được mảnh đỏ. Cái này là năng đột phá này, rồi cái này là cái đéo đéo bài kè, cái này là để tăng lên bạn này. Vàng trong đấy nhiều. Rồi Articuno. Rồi đây là game nhìn hình nó chữ à. Chúng ta có Articuno, chúng ta có Su, chúng ta có hết được, chúng ta có Su tiếp, chúng ta có mảnh đỏ, chúng ta cũng có mảnh đỏ, nhiều mảnh đỏ quá. Rồi. Ở đây nó có để là tỷ lệ gì không ta, hay là cái này nó kiểu ganh đun mới nhỉ, người ganh đun đầu tiên đó. Nếu mà 10k kim cương mà tôi ra hốc ba tôi sẽ gom tiếp kill game, còn không thì thôi. 10k là cỡ làm tròn 5 lần đi, hay là 4 lần, nhưng mà tôi làm tròn 5 lần mất kiếp và ba gương, có mảnh đỏ mảnh già, cái này cũng friendship đúng không? Ừ. Ok có hay là cũng ngon. Skyder được bạn, được được được, chúng ta gon hình như 5 lần rồi, vậy là chúng thì sẽ không gon kill game nữa. Ô nó hiện trên đó à, quả chữ tôi tưởng là nó, tôi tưởng mấy cái đó là nó có animation, nhưng mà giờ nó hiện trên đó. Ok bông tay vàng ngừng chọn này, ba cái này là bằng một mảnh đỏ hay gạt cross à. Ồ, nếu mà gon x10 liên tiếp thì nó sẽ không có kia. Tôi đang bấm vô để tôi mong là cái này là gương mảnh chọn hẳn một tướng luôn, chứ không phải là gương mảnh chọn mảnh. Con này gì? Phe bát nữa. Aron hoài được thế nhờ. Có thêm một Tiganita hay là Skyder nó mãn nguyện rồi. Mấy đằng rồi mấy không nhỉ? Quên đếm. Kệ đi. Nó đằng cho 40k đi. Outdoor. Ui, ba mảnh à. Hình như 80 mới được một con. Đại hao đo tiếp này.
Rồi, hop bar confirm, hop bar confirm, không phải confirm baby. Vải trưởng là hữu vật lý, ngon, đi cũng 20k kim cương đấy chứ chả đùa đâu, làm tròn thì cũng 20k đấy. Rồi chắc là hơn á, chắc là hơn. Giờ cái vấn đề nào, đọc luôn. Mày công đặc biệt đúng không? Game này chắc là không, nó không có bịa đâu. Ừ, công đặc biệt, nó có bịa công vật lý không? Cho nào đi nha. Ninja. Chắc Ninja đó sẽ là thằng Gadi tới coi này, chào này, tới coi thằng nào Gadi. Thằng này là không có gì. Ừ ok, mày mày được chọn thằng này. Công vật lý. Gọi đó, mày con ếch sẽ là thằng Gadi. Ý trời đúng không? Đó. Mày chút nữa mày sẽ bị đây, không có chút nữa mày sẽ bị tái sinh vì tài nguyên. Tao hết tài nguyên rồi, thông cảm đi. Cái này gì vậy? Điểm chiến động, chiến động là kỹ năng đó luôn. Mua ấy. Ôi nó trả đây mấy này à, xỉn nhỉ, chỉ có 6-7 kim cương trả đâu đóng hết được. Ôi giời ơi đã gì đâu. Rồi mày đã hết cái gì, dùng hot bar confirm cần file. Ok lên trong đặc biệt là 31 nè, 31 cao đặc biệt cấp 34 tốc độ được đến. Ui quả trưởng thật à, nhưng mà tôi nghĩ như vậy được rồi, 50 kim cương mỗi lần đọc thì bây giờ đối với một thằng không nạp thì nó quá lớn ấy, tôi nghĩ như vậy được rồi. Ui đọc phát cho luôn à. Ui cộng công đặc biệt chứ trừ tốc độ cũng được không sao, nó có 31 tốc độ cộng giờ vào đây, quan trọng là cộng không đặc biệt thôi, đỉnh thế nha, là sử thi luôn em. Quá quá gì mà này nọ, quá đẳng cấp. Cái này đủ mạnh không ta, 80. Nó có xài cho xài mắm nhà năng. Ui đời bạn 80 ok. Hốt 3 năm sao. Ô phải con kia nó nay chờ nó như nào, cái vật lý hả, cút học 3 năm sao thắt bê cầm tóc này chắc nhờ vài đỉnh thế nhờ. Chụp hình đây nha, đầm hung neo đấy, xe phát mấy ông đợi tí. Desktop ok đó, kỹ năng thường ấy mấy ông mà nuôi mấy con bọt thì mấy ông nên nâng map nội tại trước, rồi mấy cái kia mấy ông hiếu tiền mấy ông đừng nâng. Nói chung tất cả Pokemon nâng map nội tại trước, bởi vì mấy cái tấn công ấy mấy ông hot hơn người ta, mà mấy ông nâng thì nó cũng chả giúp được gì đâu. Chứ mỗi vòng đấu trao 6 nhẫn cho cái địch hàng trước và nhận lại tất cả khi hút bài, các bạn xài kỹ năng lấy lại ngay lập tức nếu như cái địch chết. Hiểu đặc biệt mỗi nhẫn thì nó sẽ giảm chỉ số cơ bản của mục tiêu bằng 8%, cơ hay bị loại bỏ cầm dòng 3 lần giờ mát là 24%, giảm sát thương cuối cùng là sát thương tím luôn, mà vào phải nhận xuống 15% và loại bỏ 150% sát thương cây địch hàng trước ngẫu nhiên, đồng thời gây sát thương bằng 40% tấn công của đối phương. Phải chữ thật lên này, không nói nhiều. Rồi mấy cái kỳ năng tùy theo, nhưng mà con này đam chính của tôi gom nó cho nó đam chính mà chiếc gây và da chính thức cho chuồng gà ngồi nhá. Skyder nữa nè, mày luôn lên em. Ồ Skyder chưa đủ không, hay ra đủ cái mảnh và năng đúng không, à không tại tôi đổi sang mảnh đỏ rồi đây, chỉ sang mảnh mảnh cho con Skyder hơi phí đỏ, nó phải thế này không có gì đặc biệt, con này hủ đúng không, cũng như không. Nếu mà cái dòng kia là trừ tốc độ hay là cái gì đó thì ngon, trừ tốc độ hay là trừ công, nhưng mà cái này thôi hà giữ này trời cũ, cộng 6% của đặc biệt, 6% của vật lý đỉnh thật sự đấy. Ok và video này đến đây kết thúc rồi, tôi có cảm giác như cái video này sinh ra đứt flux đấy nhỉ, tôi sẽ nâng thực chiến sau. Và nếu mà không thích video của tôi like đăng ký kênh thì sẽ video này không đến tiếp theo nha. Chào các bạn trong video này sau, bye bye.